Dương Tuyển xin kính chào quý anh chị và quý khách hàng. Ngày hôm nay thì Dương Tuyển có một lô đất mục đích sử dụng là đất sản xuất phi nông nghiệp, ký hiệu tắt là đất SKC, và diện tích của lô đất này thì gần 1 hecta, 9.300 m2 nha quý vị anh chị. Có địa chỉ tại là xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Đây là đường nhựa DH506. DH ký hiệu tắt là đường liên huyện. Đường này thì nó sẽ kết nối các trục chính như là DH504 này, DH508 này đó. Và kết nối với trục đường chính là DT741, đường liên tỉnh đi các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Nam như Đồng Nai, Sài Gòn, Vũng Tàu, Bình Dương nha quý vị anh chị. Lô đất của chúng ta thì nó sẽ có là 20 mét mặt tiền đường nhựa lớn. Đây quý vị anh chị này, có ranh bốc lộ giới sẵn rồi. 20 mét mặt tiền đường nhựa lớn này đó, và đi vào sâu bên trong nha, nở ra đó, hình vuông, tổng diện tích là gần 1 hecta nha quý vị anh chị. Đã chuyển đổi gần như là toàn bộ cái diện tích đất này sang đất SKC, là đất sản xuất phi nông nghiệp, 8.171 m2 SKC đó, và cộng với thêm với 300 thổ cư nha quý vị anh chị. 300 thổ cư và hơn 8.000 SKC đã thanh toán một lần 30 năm đó, và có thể là xây dựng nhà máy được luôn nha quý vị anh chị. Khi mà quý vị anh chị chúng ta mà muốn xây dựng nhà máy xí nghiệp á, thì bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi mục đích sang là đất SKC đó quý vị anh chị nha. Bắt buộc là phải chuyển đổi sang mục đích sử dụng là đất SKC đó. Quý vị anh chị thấy không? Đó. Kế bên công ta chúng ta là công ty liên doanh của nước ngoài, nó rất là lớn nha. Khi mà muốn xây dựng nhà máy xí nghiệp á thì bắt buộc chúng ta phải chuyển đổi nên cái mục đích sử dụng là đất SKC. Và cái này, cái miếng đất này đó, thì gia chủ đã chuyển đổi là hơn 8.000 đất SKC, thời hạn là 30 năm. Đó. Và có sẵn 300 thổ cư nha quý anh chị. Cái lô đất của chúng ta thì được cái là khu vực mà khu dân cư ở hiện hữu, liền kề hai bên nha quý vị anh chị. Điện đường, trường trạm, wifi đầy đủ hết quý anh chị nha. Quý anh chị thấy không? Đèn đường chiếu sáng về ban đêm đó, điện ba pha ở trước đất này đó, điện dân sinh, wifi đầy đủ. Từ đây mà chúng ta di chuyển về tới khu vực mà trung tâm của huyện Phú Giáo là thị trấn Phước Vĩnh, chỉ tầm khoảng là 4 cây số thôi. Và chúng ta di chuyển về tới ra tới đường tỉnh DT741 là đường liên tỉnh thì chỉ tầm khoảng là 7 cây số nha. Và ngược lại đi về khu trung tâm thị, trung tâm xã thì nó cách tầm khoảng hơn 2 cây, tầm khoảng 2 cây rưỡi đó. Đó, quý anh chị. Đường nhựa DH506 này thì nội giới nó lên tới là 32 mét đó, nó rất, còn đường hiện hữu nó tầm, đường nhựa này thì nó tầm khoảng là 12 mét này. Quý anh chị này, nó đáp ứng được cho quý vị anh chị chúng ta đó, xe tải lớn, xe container nha quý vị anh chị. Quý vị nhìn thấy phía đằng trước này, cách chúng ta tầm khoảng 20-30 mét này đó, là cái xe container lớn nó đang đậu ở vệ đường đó. Thì cái đường này nó sẽ đáp ứng được cho quý vị anh chị chúng ta là vận tải những cái xe container lớn, xe tải lớn, trọng tải lớn, cồng kềnh ra vào và di chuyển nha, rất là dễ dàng nha quý vị anh chị. Đường này đáp ứng được cho quý vị anh chị chúng ta nha. Và trục này thì kết nối với trục liên tỉnh, chúng ta đi các tỉnh miền Nam và các tỉnh Tây Nguyên đó, về tới cầu cảng nội địa ở trong Bình Dương thì nó rất là thuận tiện ở trong các tuyến đường nha đó, quý anh chị đó. Đó. Giá gia chủ đang chào bán toàn bộ cái lô đất này là 22 tỷ, thương lượng nhẹ một chút nha quý vị anh chị. Các quý doanh nghiệp mà cần tìm đất ở Bình Dương để làm nhà máy sản xuất chính xí nghiệp thì có thể tham khảo cái sản phẩm mà ngày hôm nay Dương Tuyển giới thiệu cho quý anh chị chúng ta ha. Đó, và em xin chào cũng như là hẹn gặp lại quý anh chị.
vươn mình bứt phá, theo đuổi ước mơ là hành trình vượt trội hơn mỗi ngày để chạm tới thành công.